Đối thoại băng số 6. Những người trọn lành không làm như thế. Họ say sưa và như bị thiêu đốt bởi lòng yêu mến. Họ đã tập hợp ba tài năng của linh hồn lại, được biểu thị bằng ba bậc của cây cầu. Họ đã bước lên cả ba bậc, tức ba trạng thái, được tượng trưng nơi thân thể của Chúa Kitô chịu đóng đinh, con một cha. Sau khi đã leo qua bậc thứ nhất, với hai bàn chân của tâm tình, linh hồn lên tới cạnh sườn của Ngài. Ở đó, nó tìm thấy bí mật của trái tim. Nó được biết phép sữa bằng nước là phép có thần lực, rút từ máu thánh. Nơi đó, linh hồn nhận được ân sủng của phép sữa thánh và trở thành cái bình chứa ân sủng trộn lẫn với máu thánh. Đâu là nơi linh hồn biết mình có được phẩm giá cao trọng này? Là được thông hiệp và hòa lẫn với máu con chiên khi nhận lãnh phép sữa thần lực của máu thánh. Nơi cạnh sườn con cha, nơi nó nghiệm thấy lửa của đức ái thần linh. Nếu con còn nhớ, đó là điều đấng chân lý nhập thể đã bày tỏ cho con khi con hỏi Ngài: "Ôi, con chiên không tì vết, Ngài đã chết khi cạnh sườn của Ngài bị mở ra. Tại sao Ngài lại muốn trái tim Ngài bị đâm và mở ra như thế?" Ngài đã trả lời con, chắc con chưa quên. Vì nhiều lý do, và Thầy sẽ nói cho con nghe những lý do chính. Sự ước ao của Thầy đối với loài người thì vô cùng, mà hành vi đau khổ của các cực hình lại hữu hạn. Qua những đau khổ này, Thầy không thể tỏ bày cho các con thấy Thầy thương yêu các con đến giường nào, vì đây là một tình thương vô biên. Bởi Thầy đã muốn mặc cải cho các con nhìn xem trái tim đã mở ra, để các con hiểu trái tim Thầy yêu thương các con hơn như Thầy đã tỏ ra bằng những đau đớn hữu hạn. Máu và nước chảy ra từ trái tim Thầy tượng trưng cho phép thánh tẩy bằng nước mà các con lãnh nhận nhờ thần lực của máu thánh. Máu cùng nước đổ ra biểu thị phép sữa bằng máu mà người ta lãnh nhận bằng hai cách. Cách thứ nhất là khi được thanh tẩy bằng chính máu của họ đổ ra vì Thầy. Máu này có thần lực nhờ máu của con cha và thay thế cho phép thánh tẩy không thể nhận lãnh. Cách thứ hai là được thanh tẩy bằng lửa, tức bằng lửa yêu mến và ước ao lãnh nhận phép thánh tẩy mà không có thể lãnh nhận. Không có phép thánh tẩy bằng lửa mà không có máu, bởi vì máu đã được kết hợp và hòa lẫn với lửa đức ái thần linh khiến máu đổ ra. Những lời lẽ trên đây làm nổi bật sự quan trọng của máu thánh Chúa Kitô là dấu chỉ tình yêu cứu độ. Đó là bí tích sữa bằng máu, hay tử đạo, bí tích sữa bằng lửa ước nguyện, cũng như bí tích sữa bằng nước, là những con đường đạt tới ơn cứu độ qua Chúa Kitô với lòng thống hối và ơn hòa giải. Phép sữa bằng máu còn một cách khác, nói theo nghĩa bóng. Do sự quan phòng đặc biệt của đức ái thần linh, cha biết rõ sự yếu đuối và mỏng giòn của con người khiến nó xúc phạm đến cha. Không phải sự yếu hèn hay một nguyên nhân nào khác có thể cưỡng bức nó phạm tội nếu nó không muốn, nhưng nó yếu đuối, và vì yếu đuối nó chịu theo, nó phạm tội trọng. Như vậy nó mất ân sủng đã nhận được trong phép thánh tẩy nhờ thần lực của máu thánh. Vậy đức ái thần linh của cha phải lập nên phép thánh tẩy bằng máu sẽ còn mãi, để người ta được lãnh nhận ơn tha tội bằng sự thống hối ăn năn và cáo tội mình ra. Nếu có thể, với các thừa tác viên của cha,
những người đã được cha trao cho chìa khóa của máu thánh. Các thừa tác viên của cha rảy máu này trên linh hồn khi đọc ngôn thức tha tội. Nếu như không thể xưng tội thì thống hối trong lòng cũng đủ. Khi đó, bàn tay nhân từ của cha sẽ ban cho các con hoa trái của máu châu báu này. Ai có thể xưng tội thì phải xưng, cha muốn như thế. Ai có thể xưng tội mà không xưng sẽ không hưởng hoa trái của máu thánh. Thật vậy, vào giờ chết, nếu ai muốn xưng tội mà không thể làm được thì cũng nhận được hiệu quả của máu thánh. Nhưng đừng có ai điên rồ để cậy dựa vào giờ phút sau hết này, bởi sự ngoan cố của nó có thể sẽ phải nghe lời công thẳng của cha như sau: Mi đã không nhớ đến ta trong cuộc sống của Mi. Khi Mi còn có thể thì nay đến lượt ta, ta cũng không nhớ đến Mi trong giờ chết. Vậy không ai nên trì hoãn như thế. Tuy nhiên, chính lúc ấy tội nhân vẫn phải trông cậy cho đến cùng, trông cậy được thanh tẩy trong máu thánh. Con thấy đó, phép thánh tẩy bằng máu này còn chảy mãi. Như vậy những đau khổ của thập giá đã chấm dứt, nhưng hoa trái của những đau khổ các con được lãnh nhận nơi phép thánh tẩy thì vô cùng, bởi thần lực của bản tính Thiên Chúa đã kết hợp với bản tính loài người. Ngôi lời đã mặc lấy bản tính loài người của các con, đã chịu những khổ hình đó. Vì hai bản tính này kết hợp với nhau trong một ngôi lời, con cha đã gánh lấy những đau khổ với tình thương vô biên, cho nên công việc này phải kể là vô cùng. Những thương tích, những đau khổ nơi thân thể con cha không có tính vô cùng. Cả sự thao thức sao xuyến của lòng ước ao thực hiện việc cứu chuộc cũng không có tính vô cùng. Những đau đớn này đã kết thúc và chấm dứt trên thập giá, khi linh hồn con của cha rời bỏ thân xác của mình. Nhưng hoa trái của cuộc khổ nạn và của lòng ước ao cứu độ các con thì vô cùng, và các con sẽ lãnh nhận mãi bất tận. Nếu không vô cùng thì ơn cứu chuộc không thể tràn ra để cứu vớt toàn thể nhân loại trong mọi thời đại, quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu hoa trái của máu thánh có ngày vơi cạn, nếu thần lực của máu thánh không vô cùng, thì những người xúc phạm đến cha sau khi lãnh phép thánh tẩy bằng nước sẽ không thể phục hồi ân sủng khi lỡ phạm tội. Đó là điều mà cảnh sườn của con cha rộng mở đã mặc khải cho các con. Người ta có thể đọc thấy ở đó bí mật của thánh tâm Ngài. Bởi đấy, các con sẽ hiểu được Ngài thương yêu các con, một bằng chứng tình yêu lớn hơn bằng chứng bởi những đau khổ hữu hạn của Ngài. Vậy, cha đã tỏ cho thấy cha yêu thương các con vô cùng. Lấy gì chứng thực điều đó? Đó là phép thánh tẩy bằng máu hòa với lửa tình thương của cha. Bởi vì do yêu thương mà máu thánh đã đổ ra. Phép thánh tẩy được ban cho mọi người Kitô hữu và tất cả những ai muốn lãnh nhận, để linh hồn kết hợp với máu thánh. Đó là phép thánh tẩy bằng nước, nhưng nước đã được kết hợp với máu và lửa. Từ cảnh sườn của con cha mở ra, máu và nước đã chảy xuống tưới gội linh hồn. Nói như thế là để con hiểu lý do tại sao máu cùng nước chảy ra từ cảnh sườn con cha. Câu 76. Linh hồn lên tới bậc thứ ba, tới miệng của Chúa Kitô. Cái chết của ý riêng là dấu hiệu linh hồn đã lên tới bậc đó. Tất cả những gì cha vừa nói với con thì đấng chân lý diệu hiền của cha đã trình bày cho con. Nhân danh Ngài, cha lặp lại cho con nghe, để con hiểu được vẻ đẹp của một linh hồn đã leo lên bậc thứ hai này, là nơi nó được ơn hiểu biết,
và được thiêu đốt bởi một tình yêu nồng nhiệt, để linh hồn lên thẳng bậc thứ ba, nghĩa là lên tới miệng. Ở đấy nó biết nó đã tới bậc trọn lành. Đi tới bằng con đường nào? Linh hồn qua trái tim, nghĩa là nhớ lại nó đã được thanh tẩy lần nữa bằng máu. Tại đây nó rũ bỏ sự yêu mến bất toàn. Nhờ sự hiểu biết do trái tim tân thương này thông cho trong lúc nó chiêm ngắm, hưởng nếm và cảm nghiệm lửa đức ái của cha. Một khi đã đạt tới miệng, nó làm công việc của miệng. Miệng phát ra tiếng nói bằng lưỡi, bằng vị giác. Miệng nếm các thức ăn để chuyển xuống bao tử. Với bộ răng, miệng nghiền nát các thức ăn để có thể nuốt vào bụng. Linh hồn cũng làm như vậy. Nó nói với cha bằng lưỡi của sự ước ao thánh thiện, nghĩa là bằng cái lưỡi cầu nguyện thánh thiện và chuyên chăm. Lưỡi phát âm ra ngoài và trong tâm trí. Nó tâm sự với cha khi dâng lên cha những ước nguyện tâm tình triều mến cho ơn cứu độ các linh hồn. Nó nói ra bên ngoài khi nó loan báo giáo lý của đấng chân lý con cha, khi cảnh cáo, khi khuyên răn, khi tuyên xưng đức tin mà không sợ bắt bớ hay đau khổ thế gian có thể gây ra cho nó. Một cách hăng say, nó mang thánh danh cha trước mặt mọi tạo vật theo nhiều cách khác nhau, tùy bậc sống của nó cho phép. Cha nói nó ăn vì nó đói. Nó dùng thức ăn cứu vớt các linh hồn vì hiển danh cha trên bàn tiệc thánh giá. Thật ra không có thức ăn nào khác, không bàn tiệc nào khác có thể làm nó no thỏa hoàn toàn. Cha nói nó lấy răng nghiền nát thức ăn, nếu không nó không thể nuốt được. Sự chê ghét và lòng mến yêu là như hai hàm răng trong miệng của niềm ước ao thánh. Thức ăn nó sẽ nghiền nát bằng sự từ bỏ bản thân mình và bằng tâm tình mến yêu nhân đức của nó và của tha nhân. Cha nói nó nghiền nát tất cả mọi lăng mạ, mọi khinh bỉ, mọi xúc phạm, mọi nhạo báng, những mắng nhiếc, những bất hại, đói, khát, rét, nóng bức, những mồ hôi nước mắt vì ơn cứu độ các linh hồn. Không ai cản ngăn được nó. Khi phải làm gì liên hệ đến vinh danh cha, nó nâng đỡ và chịu đựng tha nhân. Khi hàm răng đã nghiền nát rồi thì đến lượt vị giác. Linh hồn nếm hoa trái lao khổ của mình. Nó thưởng thức món ăn này của các linh hồn trong lửa yêu mến cha và tình thương tha nhân. Thức ăn xuống tới bụng bao tử đang ước ao và đối khát các linh hồn. Bao tử nói đây là tình yêu chân thành, là đức ái đầy yêu thương đối với ơn cứu độ tha nhân. Linh hồn thấy của ăn này rất hợp vị và rất ngon lành. Nó ăn cách say sưa đến nỗi quên đi mọi lo nghĩ cho thân xác nó, để thưởng thức món ăn trên bàn tiệc thánh giá và giáo lý của Chúa Kitô chịu đóng đinh. Khi ấy, linh hồn phát triển bởi những nhân đức chân thật và vững chắc. Nó phát triển đến nỗi do sức tràn đầy của thức ăn này làm nổ tung cái áo của dục vọng, tức thân xác vẫn bao phủ nó. Mà ai bị nổ tung như thế thì chết. Cho nên từ nay, ý muốn tình cảm của xác đã chết luôn. Tính tự ái đã chết. Sự thèm muốn tính dục không còn, vì linh hồn sống trong cha, sống cùng một ý muốn là thánh ý cha. Đó là dấu hiệu linh hồn đạt tới bậc thứ ba của miệng. Nó đã rũ bỏ hết ý riêng, được nếm sự ngọt ngào đức ái của cha, và nhân đấy nó tìm được sự bình an và nghỉ ngơi, không ai quấy phá được.
Những kẻ đạt tới bậc này sẽ sản sinh ra các nhân đức đối với tha nhân mà không cảm đau đớn gì. Không phải họ không còn đau khổ, nhưng ý muốn tình cảm đã chết, nên họ vui lòng chịu mọi đau khổ vì thánh danh Cha. Họ hăng hái chạy trên con đường của Chúa Kitô chịu đóng đinh. Họ đi theo giáo lý của Ngài, và không gì có thể chặn lại bước tiến của họ, dầu là sỉ nhục hay bách hại, dầu là vui sướng mà thế gian muốn dành cho họ. Họ bước qua tất cả các thứ đó với một sức mạnh không gì suy chuyển, nhưng vững vàng không ai gây phiền hà được. Tâm hồn họ biến đổi hoàn toàn bởi đức ái. Họ nếm và thưởng thức của ăn ơn cứu độ các linh hồn. Họ sẵn sàng cam chịu mọi sự vì ơn cứu độ ấy. Những điều đây nói lên tình trạng một linh hồn yêu mến Thiên Chúa cách trọn vẹn, không vì chút lợi lộc nào. Nếu nó yêu bản thân mình, nếu nó chỉ thương yêu tha nhân vì lợi ích, nó đã chẳng có sự kiên nhẫn này. Nó đã bỏ cuộc hoặc chậm lại trên quãng đường nó chạy. Từ nay chính Cha là đấng nó yêu mến. Một tình yêu vì Cha là sự thiện tối cao và vô cùng đáng yêu mến. Nếu nó yêu mến bản thân, cũng phải vì Cha. Nếu nó yêu thương tha nhân, thì cũng phải vì Cha và vì hiển danh Cha. Đó là lý do tại sao chịu đau khổ mà nó vẫn nhẫn nại, mạnh bạo và vững tâm. Câu 77. Những công việc của linh hồn đã đạt tới bậc thứ ba. Nhẫn nại, mạnh bạo, vững tâm là kết quả vinh quang của đức tin rất thánh. Đó là ba nhân đức vinh hiển được xây nền trên đức ái đích thực. Chúng ở trên ngọn cây đức ái. Với ba nhân đức này và với ánh sáng này, linh hồn chạy nhanh trên con đường chân lý, không gặp một chút bóng tối. Linh hồn được nâng lên rất cao bởi niềm ước ao thánh thiện, nên không gặp chướng ngại nào. Ma quỷ không thể cản nó bằng những chước cám dỗ. Ác quỷ rất sợ những linh hồn cháy lửa đức mến. Những lời vu khống lăng mạ cũng không thể ngăn cản nó được, cho dù là bách hại của thế gian, nhưng nó làm cho thế gian sợ hãi. Chính lòng nhân lành của Cha cho phép có những thử thách đó để củng cố nhân đức của những người trọn lành, làm cho họ lớn lên trước mặt Cha và trước mặt thế gian khi họ khiêm nhường tự hạ. Con hãy nhìn xem các thánh của Cha. Chư vị đã làm cho mình nên bé mọn, nhưng Cha đã làm cho các ngài trở thành những vĩ nhân muôn đời ở nơi Cha, vì Cha là sự sống vĩnh cửu. Và ở trong nhiệm thể của Hội Thánh, vì Hội Thánh cử hành việc tưởng niệm kính nhớ các ngài. Tên các ngài đã được ghi vào cuốn sách hàng sống. Con thấy chưa, thế giới tôn kính các thánh vì các ngài đã coi thường thế gian. Nếu các đệ tử Cha che giấu nhân đức của họ, thì không phải vì sợ hãi, nhưng vì khiêm nhường. Nếu người ta cần đến sự phục vụ của họ, họ không lẩn tránh vì sợ bị phiền hà hay sợ mất an ủi, nhưng một cách can đảm, họ dấn thân phục vụ, quên mình và hiến cả mạng sống. Bằng bất cứ cách nào, nếu họ bỏ mình và tiêu hao thời giờ vì danh Cha, họ luôn vui mừng. Họ tìm thấy bình an và thư thái trong tâm hồn. Tại sao thế? Vì họ không phục vụ vì sở thích, nhưng theo ý muốn của Cha. Bởi vậy, họ luôn luôn sẵn sàng. Mọi hoàn cảnh đều tốt cho họ, dẫu là an bình hay gian nan, thuận lợi hay bất lợi. Bất lợi hay thuận lợi đối với họ đều như nhau, bởi vì trong mọi sự họ luôn nhìn vào thánh ý Cha.
họ không có lo nghĩ nào khác ngoài việc làm theo thánh ý Cha ở mọi nơi, trong mọi lúc. Họ thấy rằng không có gì được tạo thành mà không do Cha, và mọi sự đã được sự quan phòng của Cha xếp đặt. Hết mọi sự trừ tội lỗi, vì tội lỗi không là gì cả. Bởi vậy họ kinh tởm tội lỗi, vì tội lỗi là hư vô. Bởi vậy họ xa lánh tội lỗi và đầy lòng kính trọng đối với tất cả những gì là hữu thể. Tư tưởng này làm cho họ vững tâm, và không gì có thể lay chuyển được ý chí của họ, vì họ theo con đường chân lý. Họ phục vụ tha nhân cách trung thành, không bao giờ nhìn vào sự dốt nát hay sự vô ơn của tha nhân. Đôi khi họ phải hứng chịu những lời chửi rủa hoặc những lời mắng nhiếc của kẻ dữ, nhưng không gì có thể làm họ chùn bước trên đường làm việc lành, không gì ngăn cản họ kêu lên trong khi họ cầu nguyện để xin Cha tha thứ. Họ chỉ đau đớn vì những xúc phạm của tha nhân đối với Cha và những tai hại mà kẻ dữ gây ra cho linh hồn chúng, chứ họ không nghĩ gì đến những thiệt thòi của mình. Họ tự nhủ bằng những lời của Phao-lô, vị tông đồ vinh hiển của Cha: thế gian nguyền rủa chúng tôi, còn chúng tôi thì chúc lành. Người ta bách hại chúng tôi, còn chúng tôi thì cam chịu. Cho đến bây giờ chúng tôi bị tống ra ngoài như đồ phế thải và rác rưởi của thế gian. Con rất yêu dấu của Cha. Đó là dấu để nhận ra linh hồn đã rời bỏ lòng mến yêu bất toàn và đã đạt tới lòng yêu mến trọn hảo. Trong tất cả các dấu hiệu này, dấu hiệu sáng tỏ nhất là đức nhẫn nại, giúp nó bước đi theo vết chân của con chiên vẹn sạch, con một Cha. Trên thập giá, nơi Ngài chịu đóng đinh vì yêu thương, Ngài đã không chấp những lời thách thức của người Do Thái: ông hãy xuống khỏi thập giá bây giờ đi, chúng tôi sẽ tin ông. Sự vong ân bội nghĩa của các con đã không ngăn cản Ngài vững vàng trong đức vâng lời mà Cha đã đặt cho Ngài. Và sự nhẫn nại của Ngài lớn lao đến nỗi người ta không nghe một lời than trách nào cả. Đó là khuôn mẫu và là giáo lý mà các con yêu dấu của Cha và các tôi tớ trung thành của Cha phải theo. Bằng dụ dỗ hoặc bằng đe dọa, thế gian muốn kéo họ ra khỏi con đường này, nhưng họ không dừng lại, không ngoảnh lại đằng sau. Họ luôn để mắt nhìn đối tượng là đấng chân lý của Cha. Họ không bỏ chiến trường để trở về nhà vì cái áo choàng bỏ quên, tức là lòng tự ái luôn tìm cách làm vui lòng các loài thọ tạo và sợ làm phiền lòng chúng hơn là làm mất lòng Cha, đấng tạo hóa. Trái lại, họ vui mừng bám riết chiến địa nơi họ được tràn đầy và say sưa máu thánh Chúa Kitô chịu đóng đinh. Máu thánh này đã được Cha ủy thác cho nhiệm thể Chúa Kitô, tức hội thánh của Cha, để mang phân phát cho mọi người trước khi ra trận, làm tăng thêm can đảm cho những ai muốn trở thành những chiến sĩ đích thực trong cuộc chiến chống lại nhục dục của bản thân và xác thịt yếu hèn, chống lại thế gian và chống lại ma quỷ. Với thanh gươm của sự chê ghét bản thân mình và với thanh gươm của lòng mến yêu nhân đức, họ phải chiến thắng những kẻ thù mạnh nhất. Lòng mến yêu này là một vũ khí có thể chống lại mọi cuộc xông đánh. Nó làm cho linh hồn trở thành không thể bị thương tích. Nếu không tự ý trao nạp mình cho địch cũng với thuẫn đỡ và thanh gươm, ý chí tự do chỉ đầu hàng khi người ta tự nạp mình cho kẻ thù, nếu người ta muốn. Những người say máu thánh không bao giờ quy hàng,
Họ chiến đấu can trường cho đến chết. Họ đánh các kẻ thù phải tháo chạy. Ôi nhân đức vinh quang, ngươi đẹp lòng ta dường nào. Ánh quang của ngươi giải tỏa xuống trên thế giới, cả trên con mắt tối tăm của những kẻ ngu muội. Vì dầu sao chúng cũng không thể không thấy ánh sáng của các tôi tớ cha. Đối lại, các tôi tớ cha càng chịu chúng hận thù và bách hại, họ càng tỏ lòng yêu thương và nhiệt tình lo cho chúng được ơn cứu độ. Sự ghen ghét của những kẻ bách hại đó đã làm sáng tỏ sự rộng lượng và lòng thương yêu của con cái cha. Sự độc ác của chúng khi làm khổ con cái cha càng chứng tỏ sự hiền lành của họ vẫn thương yêu chúng. Giữa tất cả những lăng mạ xỉ vả này, đức nhẫn nại của con cái cha luôn sáng ngời và giữ vững uy thế của mình. Chính đức nhẫn nại cai quản và điều hành tất cả các nhân đức, vì nó là cốt tủy của đức ái. Và bởi vậy, chính nó là dấu hiệu linh hồn của nhân đức. Chính nó chứng tỏ các nhân đức đã được xây nền trên cha là chân lý hay không. Đức nhẫn nại luôn chiến thắng và không bao giờ bị đánh bại. Nó có hai nhân đức bạn là mạnh bạo và vững tâm. Nó chỉ trở về nhà với chiến thắng. Khi nó rời khỏi chiến trường là để trở về với cha là Chúa Cha vĩnh hằng, đấng ân thưởng mọi công việc, và là để lãnh nhận vòng hoa chiến thắng. Câu 78. Về bậc thứ 4 là bậc không bao giờ tách khỏi bậc thứ 3. Những việc làm của linh hồn đã đạt tới bậc này. Làm sao linh hồn có thể cảm tưởng luôn kết hợp với Thiên Chúa? Cha đã dạy cho con biết những dấu hiệu để nhận ra một linh hồn đã đạt tới lòng yêu mến của bạn hữu, lòng mến yêu của con cái. Bây giờ cha muốn tỏ bày cho con thấy sự ngọt ngào linh hồn được nếm ở nơi cha, dầu vẫn còn ở trong thân xác phải chết. Như cha đã nói với con, thọ khi linh hồn đạt tới bậc thứ 3 thì ngay ở trong bậc này nó đạt tới bậc thứ 4, là bậc không tách rời khỏi bậc thứ 3, nhưng hai bậc hợp nhất chặt chẽ với nhau, cũng như lòng yêu mến đối với cha không thể hiện hữu nếu không có lòng yêu thương tha nhân. Đó là hoa trái sinh ra bởi bậc thứ 3 này, bậc của sự hiệp nhất trọn vẹn giữa linh hồn và cha. Nó nhận được nơi đây sức mạnh của cha. Từ nay nó không còn chịu đau khổ vì nhẫn nhục nữa. Một niềm ước ao nồng nhiệt thôi thúc, nó sẽ không ước mong gì hơn là được chịu đau khổ vì vinh quang và danh dự cha. Bây giờ nó sẽ lấy làm vinh hạnh vì những sỉ nhục của con một cha, như tông đồ Phaolô của cha đã nói. Tôi lấy làm vinh hạnh vì những sự sỉ nhục và gian truân của Chúa Kitô chịu đóng đinh. Ở nơi khác, Phaolô nói: tôi tìm kiếm ở đâu vinh quang của tôi nếu không phải ở nơi Chúa Kitô chịu đóng đinh? Tôi mang trong mình tôi những vết thương của Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Như vậy, những ai say mê vinh quang của cha và đói khát ơn cứu độ các linh hồn sẽ chạy lại bàn tiệc của thánh giá. Họ chỉ ước ao chịu đau khổ và đón nhận trăm ngàn sự nhọc mệt để phục vụ tha nhân, để tạo được và bảo toàn nhân đức bằng cách mang trên thân xác họ những thương tích của Chúa Kitô. Bởi vì lửa mến đã thiêu đốt đấng chịu đóng đinh đang nung nấu họ. Lửa ấy bùng lên trong sự họ khinh chê bản thân mình, trong niềm vui họ cảm thấy khi bị sỉ nhục, trong sự đón nhận những chống đối
và những khổ cực mà cha dành cho họ, bất cứ bởi đâu mà đến và bất cứ cách nào cha dùng để gửi đến cho họ. Đối với những người con rất yêu dấu này, khổ cực là niềm vui, còn cái khổ thật sự của họ lại chính là những thú vui, những ủi an, những thỏa mãn mà đôi khi thế gian muốn dành cho họ. Không những họ buồn, họ cực vì những ưu đãi mà thế gian dành cho họ, hay do một sự xếp đặt đặc biệt nào của đấng quan phòng, các tôi tớ của thế gian buộc lòng phải kính trọng họ và giúp đỡ họ những nhu cầu vật chất. Họ còn đi tới chỗ coi thường niềm an ủi thiêng liêng họ nhận được từ nơi cha, do lòng khiêm nhường và do sự chê ghét bản thân. Thật ra trong niềm an ủi này, họ không khinh chê hồng ân của cha ban cho họ, nhưng họ khinh thường sự thỏa thích mà linh hồn cảm thấy được nơi an ủi đó. Chính đức khiêm nhường đã khơi dậy tâm tình này, vì đức khiêm nhường được phát sinh bởi sự khinh chê mình, và nó là người bảo vệ, là mẹ nuôi đức ái, là nhân đức do sự tự biết mình và nhận biết cha mà sinh ra. Nhân đó, thần lực và những thương tích của Chúa Kitô chịu đóng đinh sáng lên rực rỡ nơi thân xác và trong tâm trí họ. Đối với những người rất trọn lành này, cha ban cho ơn cảm thấy không bao giờ cha lìa xa họ. Còn đối với những người khác thì cha ra đi và trở lại, không phải cha rút ân sủng của họ, nhưng rút đi cái cảm nghiệm về sự hiện diện của cha. Với những người đã đạt tới bậc trọn lành này, đã hoàn toàn chết đối với ý riêng mình, cha không cư xử như thế. Cha không ngừng an nghỉ trong họ bằng ân sủng của cha và bằng kinh nghiệm họ có về sự hiện diện của cha. Mỗi khi họ muốn kết hợp tâm trí họ với cha bằng tình mến yêu, họ đều có thể, bởi vì lòng ước ao của họ đã kết hợp mật thiết với cha bằng yêu mến, đến nỗi ở trần gian này không gì có thể tách rời ra được. Mọi nơi và mọi lúc đều tốt cho việc cầu nguyện của họ, vì sự sống của họ đã được nâng lên khỏi trái đất để được an định ở trên trời. Họ đã hủy bỏ trong mình mọi quyến luyến thế tục, mọi tình yêu vị kỷ hay nhục dục, để được nâng lên khỏi bản thân họ, lên tới các tầng trời, nhờ cái thang các nhân đức. Họ đã lên qua ba bậc, được biểu tượng nơi thân xác con một của cha. Ở bậc thứ nhất, họ đã phủi chân khỏi mọi tâm tình buông theo nết xấu. Ở bậc thứ hai, họ được nếm điều bí mật của tâm tình trái tim, dẫn họ đến lòng mến yêu nhân đức. Ở bậc thứ ba là bậc của bình an và yên tĩnh của linh hồn. Họ cảm thấy nhân đức trong mình và vươn lên khỏi sự yêu mến bất toàn. Họ đạt tới sự trọn lành toàn vẹn. Nơi đó, họ được yên nghỉ trong giáo lý đấng chân lý của cha. Họ đã tìm đến bàn tiệc, thức ăn và người giúp bàn, nơi họ được nếm thức ăn này nhờ giáo lý của Chúa Kitô chịu đóng đinh. Con một cha, chính cha là cái giường và cái bàn, món ăn là ngôi lời diệu hiện đầy tình thương của cha. Quả vậy, chính trong ngôi lời vinh hiển mà họ thật sự được thưởng thức các linh hồn, vì ơn cứu độ các linh hồn là lương thực cho họ. Kính Ngài là ngôi lời cũng đã được ban làm của ăn nuôi họ, đó là thịt và máu Ngài, vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật. Thức ăn này các con sẽ nhận được nơi nhiệm tích bàn thờ. Cha đã lập nên bí tích này, và lòng nhân hậu của cha đã ban cho các con trong thời gian các con là những lữ khách. Cha đã muốn nhờ Ngài, nhờ bí tích đó
để các con không ngã quỵ trên đường vì kiệt sức và vì yếu đuối, và để các con không đánh mất kỷ niệm của máu thánh đã đổ ra vì các con với một tình thương nồng nhiệt dường ấy. Để bồi dưỡng các con và mang lại niềm vui cho bước đường trên dương thế, Chúa Thánh Thần dọn cho các con được hưởng các hồng ân và ân sủng của Cha. Ngài như người giúp bạn ăn dịu dàng, đi lui đi tới, thâu lượng những ước nguyện nồng nàn của con cái Cha, những người con ham muốn đau khổ vì yêu mến Cha. Rồi Ngài mang lại cho họ phần thưởng dành cho các hy sinh của họ nhờ đức ái của Cha, bằng cách làm cho linh hồn họ nếm và thưởng thức sự ngọt ngào tình yêu của Cha. Vậy con thấy Cha là bàn tiệc, con Cha là thức ăn, người giúp bạn là Chúa Thánh Thần, đấng bởi Cha và con mà ra. Như vậy, những người trọn lành này luôn có cảm tưởng về sự hiện diện của Cha trong linh hồn mình. Họ càng kinh chê thú vui và ý riêng thì bây giờ càng hết đau khổ và càng hưởng vui sướng, vì họ đã được thiêu đốt bởi đức ái của Cha, trong đó ý riêng đã bị tiêu hủy. Bởi thế ma quỷ sợ kiết kỵ đức ái của người trọn lành. Từ xa, nó bắn những mũi tên về phía họ vì không dám tới gần. Còn thế gian thì đánh vào lớp da dày của thân xác họ, tưởng làm họ bị thương, nhưng nó lại tự gây thương tích cho chính nó, vì mũi tên không thể chọc thủng cái bia đã quay lại đã thương kẻ phóng tên. Bằng những lăng mạ, những bách hại và những lời mỉa mai, thế gian bắn tên như mưa vào các người trọn lành, tôi tớ của Cha, nhưng họ không hề nao núng vì những cuộc xông đánh đó. Mảnh vườn linh hồn họ đã được đóng kín, cho nên các mũi tên đã trở lại cắm vào kẻ phóng tên. Đó là những mũi tên tẩm nọc độc tội lỗi của chúng. Con thấy đó, từ mọi phía họ không bị thương tích, vì khi đánh đập thân xác họ, các kẻ dữ không đụng chạm tới linh hồn họ. Linh hồn luôn diễm phúc và lo buồn, lo buồn vì tội lỗi của tha nhân, diễm phúc vì sự kết hợp và tâm tình đức ái ở trong họ. Như vậy, họ nên giống như con chiên không tì vết con một Cha ở trên thập giá. Ngài đồng thời hạnh phúc và đau khổ. Đau khổ vì thân thể Ngài phải vác thập giá và chịu cực hình. Đau khổ vì ước ao đền thay tội lỗi của nhân loại. Tuy nhiên, Ngài vẫn diễm phúc, vì thần tính kết hợp với nhân tính, không hề biết đau khổ, và luôn luôn làm cho linh hồn Ngài hoan hỷ trong cùng bản tính thần linh Thiên Chúa Ba Ngôi. Như vậy, Ngài vừa diễm phúc vừa đau khổ. Ngài đau khổ nơi thân xác chịu cực hình, nhưng bản tính Thiên Chúa ở nơi Ngài không hề biết đau khổ. Ngài cũng không đau khổ trong linh hồn thuộc phần thượng là trí tuệ. Cũng phải nói như thế về những người con rất yêu dấu này, đã đạt tới bậc thứ ba và thứ bốn. Họ đau khổ vì vác thập giá bên ngoài và bên trong, nghĩa là những ưu phiền về phần xác theo mức Cha cho phép, và thập giá của niềm ao ước gây đau khổ nội tâm cho họ. Khi thấy Cha bị xúc phạm và vì nỗi bất hạnh của tha nhân, nhưng Cha cũng nói họ diễm phúc vì niềm vui của đức ái không thể cất đi khỏi họ. Chính niềm vui này làm họ luôn hoan hỷ và diễm phúc. Sự ưu phiền này không đau đớn, không làm khô héo linh hồn. Trái lại, nó làm cho linh hồn trở nên tốt tươi bằng sự phát huy tâm tình của bác ái. Vì lẽ những cực nhọc giúp cho nhân đức tăng trưởng, và bởi đấy là một thứ cực hình có tính dinh dưỡng hơn là làm tàn héo. Không một đau khổ nào có thể kéo linh hồn ra khỏi lửa yêu mến. Linh hồn trở nên giống như một thanh củi cháy đỏ trong lò lửa, không ai có thể đụng vào nó để lôi nó ra, vì nó đã trở thành lửa.
đó là những linh hồn đắm chìm trong lò lửa đức ái của cha. Trong những linh hồn ấy chỉ có cha, không có sự gì khác, không còn ý riêng, nhưng như thanh củi đỏ bừng cháy ở trong cha. Vậy ai có thể đụng vào các linh hồn ấy để lôi họ ra khỏi cha và ra khỏi ân sủng của cha? Vì họ và cha đã trở nên một, và cha trở nên một với họ. Họ luôn cảm thấy cha ở trong họ. Cha không bao giờ rút đi cảm tưởng về sự hiện diện của cha như cha đã làm cho nhiều linh hồn khác. Điều này cha đã nói với con. Đối với những linh hồn đó, cha ra đi và cha trở lại. Không phải cha rút đi ân sủng của cha, nhưng chỉ cất đi cảm tưởng về sự hiệp nhất của họ với cha, hầu dẫn đưa họ tới bậc trọn lành. Một khi họ đạt tới sự trọn lành, cha ngưng cái trò chơi thân tình về sự ra đi và trở lại đó. Cha gọi đó là trò chơi của tình thương, bởi vì cha ra đi vì tình thương, và cũng vì tình thương mà cha trở lại. Nói cho đúng, không phải cha đi rồi về, vì cha là Thiên Chúa, đấng bất biến. Cha không di chuyển, đó chỉ là cảm tưởng về sự hiện diện của cha biến đi rồi trở lại với linh hồn. Cảm tưởng mà tình thương của cha gửi lên trong linh hồn. Câu 79. Thiên Chúa không bao giờ xa rời những người trọn lành bằng cách rút đi ân sủng, hoặc rút đi cảm tưởng về sự hiện diện của Ngài. Nhưng Ngài đôi khi ngắt quãng sự kết hợp. Cha đã nói với con, linh hồn rất trọn lành không bao giờ cảm nghĩ mình mất sự hiện diện của cha ở trong nó. Tuy nhiên, cha xa rời nó một cách khác. Bởi vì bao lâu linh hồn còn ở trong thân xác, nó không thể chịu nổi sự kết hợp với cha cách liên tục như nó cảm thấy sự hiện diện của cha. Để giải quyết sự không có thể này, cha rút lui, không phải rút đi ân sủng của cha, cũng không cất đi cảm tưởng về sự hiện của cha. Cha chỉ tạm cắt đi sự hiệp nhất giữa nó và cha. Được lôi cuốn bởi niềm ước ao nồng nhiệt, linh hồn chạy lẹ trên cây cầu của giáo lý Chúa Kitô chịu đóng đinh. Khi tới cửa, tâm trí nó nhào về phía cha, được bổ dưỡng và say sưa máu thánh, được cháy lửa yêu mến. Nó hưởng nếm nơi cha bản tính thần linh hằng hữu. Nó chìm đắm trong đại dương bình an, và tâm trí nó chỉ còn sinh hoạt ở trong cha. Tuy là loài phải chết, nó đã được hưởng hạnh phúc của các vị chân phước, và mặc dầu còn mang xác thịt nặng nề, nó đã nhận được niềm hoan hỷ của thần linh. Bởi vậy, nhiều khi thân xác được nâng lên khỏi mặt đất do sự hiệp nhất giữa cha và linh hồn, y như thân xác đã mất đi trọng lượng của nó và trở nên nhẹ nhàng. Không phải thân xác đã mất đi trọng lượng của nó, nhưng vì sự kết hợp giữa linh hồn và cha trọn hảo hơn sự kết hợp giữa linh hồn và thân xác, nên sức mạnh của thần khí gắn chặt với cha đã nâng thân xác lên khỏi đất. Thân xác ở bất động vì bị thiêu đốt bởi tình yêu mến của linh hồn, đến nỗi như con đã nghe một vài người nói, nó không thể sống nữa nếu lòng nhân lành của cha không ban sức mạnh của cha cho nó. Con hãy biết, ở trạng thái kết hợp với cha như thế, linh hồn không lìa khỏi xác là một dấu lạ lớn hơn nhìn thấy người chết sống lại. Bởi vậy, trong một thời gian, cha ngắt quãng sự kết hợp này để cho linh hồn trở lại trong cái bình thân xác nó. Nghĩa là các giác quan của nó đã ngưng hoạt động vì tâm tình nồng nhiệt của linh hồn nay được trả lại nó. Sự thật, linh hồn đã không rời khỏi thân xác, mà nó chỉ lìa bỏ khi chết thôi.
nhưng các bản năng của linh hồn coi như không còn, vì chúng đã bị thu hút vào trong cha vì tình yêu. Trong trạng thái này, trí nhớ không chứa đựng gì khác ngoài cha, trí tuệ thì hướng thẳng lên cha và chiêm ngắm đấng chân lý, ý muốn thì theo lý trí, yêu mến những gì lý trí chiêm ngắm và kết hợp với đối tượng đó bằng tình mến yêu.